ngày cuối tháng này. Điều con cầu nguyện sẽ thành hiện thực. Lời Chúa hằng ngày. Xin chào và Chúa phù hộ cho anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Chào mừng đến với không gian thiêng liêng này, nơi chúng ta cùng nhau đón nhận và chiêm nghiệm lời Chúa, nguồn bình an, hy vọng và tình yêu vô hạn. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng bước vào một hành trình đặc biệt, lắng nghe và cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của Chúa qua lời Ngài. Không phải ngẫu nhiên mà bạn đến đây hay vô tình nghe thấy những lời này. Đó là sự dẫn dắt của Chúa, là ánh sáng Ngài đã soi rọi vào tâm hồn bạn, để đưa bạn đến khoảnh khắc tĩnh lặng và lắng đọng này. Cuộc sống hàng ngày có thể đầy ồn ào và lo toan, nhưng trong không gian này, hãy để lòng mình được an tịnh, bỏ lại mọi phiền muộn, để cảm nhận sự ấm áp của tình yêu thương Chúa dành cho bạn. Hãy mở lòng và đón nhận từng lời dạy dỗ, bởi lời Chúa không chỉ là sự an ủi mà còn là kim chỉ nam để chúng ta phát triển và sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Chúng ta sẽ cầu nguyện, sẽ thầm nguyện những điều mà tâm hồn đang khao khát, tin rằng phép màu sẽ xảy ra, như lời hứa của Chúa dành cho những ai biết trông cậy vào Ngài. Ngày cuối tháng này, những điều bạn đã âm thầm cầu nguyện sẽ sớm trở thành hiện thực, bởi Chúa luôn lắng nghe và hiểu rõ trái tim của mỗi người chúng ta. Anh chị em thân mến, có khi chúng ta nghĩ rằng Chúa đang im lặng, rằng những lời cầu nguyện của chúng ta chỉ trôi vào không gian. Nhưng bạn có biết không? Trong chính sự im lặng đó, Chúa đang làm việc, đang chuẩn bị những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, vào thời điểm hoàn hảo nhất. Vì ta biết rõ chương trình mà ta dành cho các ngươi, chương trình bình an chứ không phải tai họa, để các ngươi có một tương lai và một hy vọng, trích từ Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Ngày cuối tháng này, những lời cầu nguyện của bạn sẽ không chỉ là âm vang trong tâm hồn mà sẽ trở thành sự thật. Chúa đã nghe thấy lòng khao khát của bạn, đã nhận những giọt nước mắt và lời cầu xin mà bạn đã âm thầm gửi gắm. Hãy tin tưởng rằng điều bạn mong đợi sẽ đến, bởi không có gì là ngẫu nhiên trong kế hoạch của Chúa. Mỗi khoảnh khắc, mỗi thử thách đều là cách Chúa dẫn dắt bạn đến niềm vui và thịnh vượng. Chúa biết rõ mọi ước nguyện và những khát khao sâu thẳm trong trái tim bạn. Tuy nhiên, bạn hãy hiểu rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch lớn lao của Ngài. Mỗi lời cầu nguyện bạn cất lên không chỉ phản ánh điều bạn mong muốn mà còn thử thách lòng tin và sự kiên nhẫn của bạn. Đôi khi, chờ đợi là cách để trái tim bạn trở nên mạnh mẽ, để niềm tin được bồi đắp. Như đã viết trong Thánh Kinh, những ai trông cậy nơi Chúa sẽ thêm sức mạnh, họ sẽ bay lên như chim đại bàng, sẽ chạy mà không mệt nhọc, đi mà không kiệt sức, trích từ Isaiah chương 40 câu 31. Sự chờ đợi là một phép màu thầm lặng. Nó giống như quá trình gieo trồng. Khi bạn đã gieo hạt mầm của niềm tin và hy vọng trong tâm hồn mình, hạt giống ấy sẽ được tưới tắm bởi lòng kiên nhẫn và tình yêu thương của Chúa. Và khi thời điểm đến, nó sẽ nở rộ thành những đóa hoa phước lành và thịnh vượng. Chính khi bạn mở lòng và đón nhận lời Chúa, cuộc sống của bạn sẽ được soi sáng. Tình yêu và sự dẫn dắt của Chúa sẽ biến đổi mọi góc khuất trong tâm hồn bạn. Hãy nhớ rằng khi bạn cầu nguyện, đó không phải là những lời nói trống rỗng mà là cuộc đối thoại thiêng liêng giữa bạn và Đấng tối cao. Những phút giây bạn mở lòng, tìm kiếm sự chữa lành và hy vọng, Chúa đang lắng nghe. Và như một người cha yêu thương, Ngài trả lời theo cách mà bạn có thể chưa hiểu ngay lúc đó. Nhưng đó là câu trả lời hoàn hảo nhất cho cuộc đời bạn. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi, cũng không bao giờ lìa xa ngươi, trích từ Hê-bơ-rơ chương 13 câu 5. Mọi điều xảy ra trong cuộc sống bạn, từ niềm vui đến thử thách, đều là cách Chúa trả lời những lời cầu nguyện của bạn. Khi Chúa nói rằng điều bạn mong cầu sẽ thành hiện thực, không có nghĩa là nó sẽ đến theo cách bạn dự định, mà có thể là một phép màu, một thay đổi bất ngờ, hoặc một con đường mới mở ra. Nhưng bạn hãy yên tâm, vì mỗi bước đi đều có Chúa đồng hành. Ngài sẽ giúp bạn hướng tới sự bình an, giàu có,
và hạnh phúc thực sự. Anh chị em thân yêu, hãy chuẩn bị trái tim để đón nhận những phước lành ấy. Không chỉ là giang tay để nhận lấy, mà còn là để lòng mình thật sự sẵn sàng cho sự biến đổi mà Chúa mang lại. Điều bạn sắp đón nhận sẽ không chỉ thay đổi hoàn cảnh bên ngoài mà còn làm mới mẻ tinh thần, cách bạn nhìn nhận thế giới và mối quan hệ của bạn với Chúa. Những thử thách mà bạn đã vượt qua không phải là vô nghĩa, đó là cách mà Chúa giúp bạn trưởng thành và trở nên vững chãi trong đức tin. Hãy nhìn Chúa như người làm vườn chăm chút từng hạt mầm trong lòng bạn. Những hạt giống niềm tin, hy vọng và tình yêu mà Chúa đã gieo trồng sẽ nở hoa khi đến mùa. Bằng những lời cầu nguyện và sự trung thành của bạn, những bông hoa phước lành sẽ rực rỡ vào đúng thời điểm. Chúa luôn giữ lời hứa và Ngài sẽ trao cho bạn những điều tốt đẹp nhất khi bạn thật sự sẵn sàng. Vì vậy, ngay cả khi cuộc sống đôi lúc làm bạn mệt mỏi, hãy nhớ rằng Chúa luôn ở cạnh, nâng đỡ và dẫn dắt bạn qua mọi khó khăn. Mỗi phút giây bạn yếu đuối, mỗi lần bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ đến sức mạnh mà Chúa ban cho bạn. Đó chính là động lực để bạn vượt qua và bước vào những điều kỳ diệu mà Chúa đã chuẩn bị. Ngày cuối tháng này, bạn sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa, bởi Ngài không bao giờ quên những tâm hồn đã hết lòng cầu nguyện. Những lời cầu nguyện mà bạn cất lên trong bóng tối, với từng giọt nước mắt, đã đến tai Chúa, và Ngài đã chuẩn bị sẵn những phước lành để gửi đến bạn. Hãy giữ lòng mình thật trong sáng và sẵn sàng để đón nhận phép màu mà Chúa dành cho bạn. Cuộc sống là một hành trình, và Chúa luôn đồng hành với bạn trên con đường ấy. Ngày cuối tháng này, điều bạn đã cầu xin sẽ thành hiện thực, vì đó là thời khắc mà Chúa đã sắp xếp để ban phước cho bạn. Hãy tin tưởng và mở lòng, bởi lẽ mỗi thử thách bạn đã vượt qua đều có ý nghĩa. Còn những phước lành đang chờ đợi phía trước, đó là phần thưởng dành cho người con trung thành và kiên định trong đức tin. Lời Chúa sẽ mãi là kim chỉ nam, giúp bạn bước qua mọi khó khăn và dẫn lối bạn đến sự an lành và thịnh vượng. Anh chị em thân yêu, hãy tin tưởng vào tin nhắn của Chúa hôm nay. Chúa luôn lắng nghe và đồng hành cùng bạn. Chỉ cần bạn giữ niềm tin và lòng kiên nhẫn, phước lành sẽ đến. Ngày cuối tháng này là khoảnh khắc thiêng liêng để bạn đón nhận điều đã cầu nguyện bấy lâu. Cầu mong sự thịnh vượng, bình an và tình yêu của Chúa sẽ mãi đồng hành cùng bạn trên mọi bước đường đời. Bạn yêu dấu, hôm nay chúng ta cùng nhau đứng trước một khúc ngoặt lớn, một thời điểm mà không chỉ thay đổi cuộc sống bên ngoài mà còn cả tâm hồn bên trong bạn. Những lời cầu nguyện, những khẩn cầu thầm lặng của bạn đã bay lên như làn hương ngát, đi đến Chúa. Và Chúa đã nghe thấy tất cả. Mỗi lời nguyện cầu của bạn không chỉ là tiếng thì thầm, mà còn là nhịp đập của trái tim bạn, là tiếng gọi của linh hồn khao khát sự gần gũi và hướng dẫn từ Chúa. Hãy kêu cầu ta, và ta sẽ đáp lời ngươi. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn lao, khó hiểu mà ngươi chưa từng biết. Trích từ Giê-rê-mi chương 33 câu 3. Cầu nguyện không chỉ là chờ đợi phép màu xảy ra, mà còn là cách bạn trở thành một phần của kế hoạch kỳ diệu mà Chúa đã sắp đặt từ thuở ban đầu. Đó là sự gắn kết giữa bạn và Chúa, một mối liên hệ mà mỗi ngày trở nên sâu đậm hơn qua từng lời cầu nguyện chân thành. Khi bạn cúi đầu trước Chúa, đó là lúc bạn mở ra cho Ngài thấy lòng bạn, những khát khao, nỗi buồn và cả hy vọng. Trong sự khiêm nhường ấy, bạn cho phép Chúa bước vào cuộc đời để dẫn dắt và che chở. Có khi nào bạn cảm thấy Chúa dường như im lặng, như thể những lời cầu nguyện của bạn không được lắng nghe? Đó không phải là sự thờ ơ của Chúa, mà là sự chuẩn bị. Chúa đang chuẩn bị điều tốt đẹp nhất cho bạn, vào thời điểm hoàn hảo nhất. Bởi vì không có gì là ngẫu nhiên trong thế giới của Chúa. Ngày cuối tháng này, lời cầu nguyện của bạn sẽ không chỉ là ước nguyện lặng thầm, mà sẽ trở thành hiện thực. Nhưng hãy nhớ rằng, phước lành của Chúa không chỉ là sự đáp lại điều bạn mong muốn, mà còn là cơ hội để bạn bước vào hành trình mới, một hành trình tràn đầy đức tin và sự biết ơn.
Chúa đã thấy được mọi nỗ lực, mọi khó khăn bạn trải qua và Ngài đã có kế hoạch hoàn hảo cho bạn. Ta biết rõ chương trình ta dành cho các ngươi, chương trình bình an, chứ không phải tai họa, để các ngươi có một tương lai và hy vọng, trích từ Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Khi bạn cầu nguyện, hãy tin rằng mỗi lời cầu nguyện đều là một phần trong bức tranh lớn mà Chúa đã vẽ sẵn cho cuộc đời bạn. Những gì bạn sẽ nhận được không chỉ đơn thuần là món quà từ Chúa mà còn là con đường, là định hướng mà Ngài muốn bạn bước tiếp. Trong khoảnh khắc này, hãy để lòng mình thật tĩnh lặng và đón nhận thông điệp của Chúa. Cầu nguyện là lúc bạn mở lòng để giao tiếp với Chúa, và trong sự trao đổi ấy, Chúa cũng đang trả lời bạn, dù đôi khi bạn có thể chưa nhận ra ngay lập tức. Những thử thách, những trở ngại mà bạn đối mặt không phải là dấu hiệu của sự cô đơn, mà chính là cách Chúa giúp bạn mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Mỗi giọt nước mắt, mỗi tiếng thở dài đều là những bước đệm để bạn tiến gần hơn đến đức tin. Ngày cuối tháng này, khi bạn nhận thấy điều bạn cầu nguyện trở thành hiện thực, đó không chỉ là phép màu mà là sự khẳng định tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, đây không phải là điểm dừng. Đây là một khởi đầu, một cánh cửa mới mở ra, đưa bạn vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Bạn sẽ không còn bị bó buộc bởi nỗi lo lắng, mà thay vào đó là một trái tim tràn đầy niềm tin và hy vọng. Bạn sẽ nhận ra rằng tất cả những gì đã trải qua đều là sự chuẩn bị, là bước đệm để bạn đón nhận phước lành lớn lao. Chúa như người làm vườn đã gieo vào lòng bạn những hạt giống của niềm tin, sự kiên nhẫn và tình yêu. Những hạt giống ấy đã được tưới tắm bởi những lời cầu nguyện và lòng tin tưởng của bạn, và giờ đây là thời điểm để bạn gặt hái thành quả. Những bông hoa của niềm tin sẽ nở rộ, những trái ngọt của phước lành sẽ đến vào thời điểm đã định. Ngày cuối tháng này, hãy chuẩn bị lòng mình để đón nhận những gì bạn đã kiên trì chờ đợi. Cuộc sống có những lúc thăng trầm, và không ít lần bạn có thể cảm thấy muốn bỏ cuộc. Nhưng hãy nhớ rằng, Chúa luôn ở bên cạnh bạn. Ngài nâng đỡ, Ngài dẫn dắt qua những con đường mà có thể bạn chưa bao giờ nghĩ mình có thể vượt qua. Chúa biết rằng để bạn trưởng thành trong đức tin, đôi khi cần phải có những thử thách. Giống như vàng cần phải được tinh luyện qua lửa, đức tin của bạn cũng cần được rèn giũa để trở nên mạnh mẽ. Khi bạn đối mặt với thử thách, hãy nghĩ rằng đó là cách mà Chúa đang làm việc trong cuộc đời bạn. Ngài không bao giờ quên bạn, không bao giờ bỏ mặc bạn. Khi bạn cầu nguyện với tất cả sự thành tâm, Chúa đã nghe thấy và đã chuẩn bị những điều tốt đẹp nhất cho bạn. Phước lành mà bạn sắp nhận được là kết quả của niềm tin vững chắc, là sự đáp lại từ tình yêu vô biên của Chúa. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn có thể đạt được tất cả chỉ bằng sức mình. Phước lành sắp đến không phải là thành quả của những nỗ lực riêng bạn mà còn là ân điển của Chúa, là sự dồi dào từ tình yêu thương mà Chúa đã ban cho bạn. Và khi bạn nhận ra điều này, bạn sẽ thấy cuộc sống có một ý nghĩa sâu sắc hơn. Chúa đã thấy những gì bạn đã trải qua. Ngài hiểu nỗi đau, những mong ước và cả sự chờ đợi. Đó là lý do tại sao khi thời gian chín muồi, Chúa sẽ gửi đến bạn phần thưởng xứng đáng. Bạn còn nhớ câu chuyện người gieo giống không? Những hạt giống rơi trên đất tốt sẽ mọc lên, đơm hoa kết quả gấp trăm lần. Đó là hình ảnh của lời cầu nguyện bạn đã gửi lên Chúa, và giờ đây là lúc để bạn thu hoạch. Khi điều bạn cầu nguyện trở thành hiện thực, hãy nhớ rằng đó không phải là điểm cuối. Đó là lời nhắc nhở để bạn tiếp tục vững bước, để niềm tin và tình yêu đối với Chúa không ngừng lớn lên trong tâm hồn. Bạn sẽ trở thành ánh sáng cho những người khác, là nguồn cảm hứng để họ cũng tìm thấy niềm tin và sự dẫn dắt từ Chúa. Vào ngày cuối tháng này, bạn sẽ thấy phép màu mà bạn đã kiên nhẫn mong chờ, và bạn sẽ nhận ra rằng mọi điều Chúa làm đều mang đến cho bạn sự tốt lành. Phép màu ấy không chỉ là một sự kiện xảy ra, mà là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới tràn đầy bình an và thịnh vượng. Chúa không chỉ thay đổi cuộc sống của bạn mà còn biến đổi trái tim bạn,
để bạn có thể yêu thương nhiều hơn, sống hết mình và tin tưởng vào sự dẫn dắt của Ngài. Hãy giữ vững niềm tin, bạn yêu dấu của Chúa. Phép màu đang đến, và điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn trong ánh sáng của tình yêu Chúa. Bạn thân mến, hãy đón nhận những lời này với cả tấm lòng rộng mở. Chúa đã sẵn sàng, và vào ngày cuối tháng này, lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lại. Một tương lai mới đang đến gần, một con đường đã được Chúa chuẩn bị từ lâu dành riêng cho bạn, nơi niềm tin và phước lành sẽ đưa bạn tiến bước, mạnh mẽ và tràn đầy hy vọng. Trong những ngày gần kề, khi chờ đợi dâng lên trong lòng, đó không chỉ là sự mong mỏi của những lời cầu nguyện, mà còn là tiếng gọi từ sâu thẳm trong linh hồn bạn. Bạn có thể cảm nhận rằng một sự thay đổi lớn lao đang đến, như thể mọi thứ trong cuộc sống sẽ chuyển động theo hướng mà bạn chưa bao giờ hình dung. Và bạn không nhầm đâu. Điều bạn cảm nhận chính là tín hiệu từ Chúa, là lời khẳng định rằng Chúa luôn ở bên bạn, đang lắng nghe và đang chuẩn bị một món quà dành riêng cho bạn. Lời cầu nguyện của bạn không chỉ là những lời nói trong đêm tĩnh lặng. Mỗi khi bạn cầu nguyện, đó là sự kết nối thiêng liêng giữa bạn và Chúa, là lúc bạn đặt niềm tin và trái tim mình vào tay Ngài. Khi bạn gửi gắm mọi khát khao và nỗi lòng, Chúa lắng nghe và nâng niu từng lời. Hãy nhớ rằng, Chúa đã thấy được tương lai bạn sẽ bước tới, thấy con đường Ngài muốn bạn đi, một con đường tràn đầy phước lành và yêu thương. Chúa không bao giờ lãng quên những khát vọng của bạn, và cũng không bao giờ thờ ơ với những nỗi niềm sâu kín. Hãy phó thác đường lối của con cho Chúa, tin cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ hành động, trích từ Thi Thiên chương 37 câu 5. Với lòng nhân từ vô hạn, Chúa không ngừng làm việc vì lợi ích của bạn, để đưa bạn đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đôi khi, những điều tốt lành nhất chỉ đến sau khi chúng ta đã chờ đợi với đức tin và kiên nhẫn. Bạn có thể tự hỏi, tại sao đôi khi Chúa lại khiến bạn chờ đợi lâu đến vậy? Tại sao lời cầu nguyện của bạn không được đáp lại ngay? Đó là vì Chúa biết rằng thời gian sẽ giúp bạn trưởng thành. Ngài muốn bạn hiểu rằng không phải điều gì cũng có thể đạt được ngay lập tức, mà sự chờ đợi sẽ giúp bạn hiểu rõ giá trị của đức tin, của sự kiên nhẫn và lòng trung thành. Đó là cách Chúa dạy bạn trở nên vững vàng hơn. Khi ngày cuối tháng này đến, và điều bạn cầu nguyện được đáp lại, bạn sẽ không chỉ nhận được món quà đã mong chờ, mà còn thấy rằng mình đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường và tràn đầy đức tin. Đây chính là món quà lớn nhất mà Chúa muốn ban cho bạn, không chỉ là đáp ứng một mong ước, mà là giúp bạn trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Bạn hãy hình dung rằng mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống bạn đều là một phần trong bức tranh lớn mà Chúa đã chuẩn bị. Những nét vẽ tuy có thể chưa rõ ràng ở gần, nhưng khi nhìn lại, bạn sẽ thấy tất cả mọi điều đều hòa quyện một cách hoàn hảo. Và ngày cuối tháng này, bạn sẽ thấy một phần của bức tranh ấy được hoàn thiện, cho thấy con đường mà Chúa đã mở ra. Để thực sự đón nhận điều Chúa sắp ban, bạn cần chuẩn bị lòng mình. Điều này không chỉ đơn thuần là chờ đợi, mà là mở lòng để chấp nhận những điều tốt đẹp, dù có thể không giống hệt như những gì bạn tưởng tượng. Chúa luôn biết điều gì là tốt nhất cho bạn, và Ngài sẽ ban điều đó vào thời điểm hoàn hảo nhất. Khi Chúa nói điều bạn cầu nguyện sẽ thành hiện thực, không có nghĩa là bạn sẽ ngay lập tức nhận được mọi điều như bạn đã hình dung. Đôi khi, bạn sẽ phải vượt qua những thử thách, đối mặt với những sóng gió trước khi ánh sáng của phước lành hiện ra. Nhưng đừng bao giờ sợ hãi, vì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Ngài sẽ luôn đồng hành, nâng đỡ và truyền cho bạn sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Hãy vững tin rằng Chúa luôn ở bên cạnh, dõi theo từng bước chân bạn, như đã hứa rằng, ta sẽ không để con cô đơn, ta sẽ không bao giờ rời xa con, trích từ Hê-bơ-dơ chương 13 câu 5. Vì vậy, ngày cuối tháng này, khi lời cầu nguyện của bạn thành hiện thực, hãy đón nhận phước lành ấy với lòng biết ơn và niềm tin vững chắc.
đó không chỉ là một món quà từ Chúa, mà còn là sự chỉ dẫn, là lời nhắc nhở rằng bạn đang đi đúng hướng, rằng Chúa luôn ở bên, dẫn dắt bạn qua mọi thử thách để đưa bạn đến với sự thịnh vượng và bình an. Bạn thân mến, hãy chuẩn bị lòng mình để chào đón sự biến đổi, để nhận lấy món quà thiêng liêng mà Chúa đã chuẩn bị từ lâu. Cuộc sống của bạn sẽ không còn như trước, bởi vì bạn đã mở lòng để Chúa dẫn dắt, và Ngài sẽ đưa bạn đi trên con đường của sự thịnh vượng, niềm vui và yêu thương. Chúa không chỉ muốn bạn nhận được những điều tốt đẹp, mà còn muốn bạn hiểu rằng bạn xứng đáng với phước lành ấy, bởi vì bạn là người con yêu dấu của Ngài. Khi bước qua ngày cuối tháng này, hãy giữ vững lòng tin và để tình yêu của Chúa soi rọi vào từng ngõ ngách trong cuộc sống bạn. Đó là lúc bạn không chỉ nhìn thấy một phần của bức tranh cuộc đời, mà là toàn bộ tác phẩm tuyệt vời mà Chúa đã dày công tạo nên cho bạn. Bạn sẽ thấy rằng mọi thử thách đều có ý nghĩa, rằng mọi khoảnh khắc đều là bước chuẩn bị để bạn đón nhận những điều vĩ đại hơn. Hãy nhớ rằng, Chúa luôn lắng nghe và đáp lời. Hãy mở lòng và tin tưởng vào tình yêu và sự dẫn dắt của Chúa. Ngài luôn ở bên bạn, và mọi sự tốt đẹp sẽ đến, như lời hứa thiêng liêng mà Ngài đã ban. Ngày cuối tháng này sẽ đánh dấu một khoảnh khắc ý nghĩa trong hành trình đức tin của bạn. Không chỉ vì điều bạn cầu nguyện sẽ thành hiện thực, mà vì bạn sẽ bắt đầu một giai đoạn mới, nơi bạn nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có sự sắp đặt từ Chúa. Những thử thách, niềm vui, nỗi buồn bạn đã trải qua đều là những mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh Chúa vẽ cho cuộc đời bạn. Trong giai đoạn mới này, Chúa sẽ mở ra những cánh cửa mà bạn chưa từng nghĩ đến, những cơ hội mới mà bạn chưa bao giờ hình dung. Những phước lành bạn nhận được không chỉ thay đổi cuộc sống cá nhân, mà còn mang đến ảnh hưởng tích cực cho mọi người xung quanh. Bạn sẽ trở thành ngọn đèn sáng trong bóng tối, là nguồn động lực và hy vọng cho những ai đang lạc lối, giúp họ nhìn thấy sức mạnh của đức tin. Như lời Chúa đã hứa, các ngươi là ánh sáng của thế gian, trích từ Ma-thi-ơ chương 5 câu 14. Khi bạn nhận được ân phước, hãy nhớ rằng bạn được kêu gọi để chia sẻ và lan tỏa tình yêu của Chúa đến với thế gian. Ngày cuối tháng này không chỉ là thời điểm bạn nhận lãnh phước lành, mà còn là lúc để bạn hiểu rằng bạn được kêu gọi cho một sứ mệnh lớn lao. Điều mà Chúa ban cho bạn không chỉ là một món quà để đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà còn là lời mời gọi để bạn trở thành sứ giả của hy vọng và tình yêu. Khi bạn nhận được điều đã cầu xin, hãy nhớ rằng đây không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu của một hành trình mới, nơi bạn cùng Chúa tiếp tục sánh bước trong tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Hãy chuẩn bị lòng mình, vì thời điểm ấy đang đến gần. Bạn sẽ không phải chờ đợi lâu nữa, vì Chúa đang nghe thấy từng lời nguyện cầu và sẽ đáp lại bằng những điều tốt đẹp. Hãy sẵn sàng không chỉ để nhận lấy phước lành mà còn để bước vào một sứ mệnh cao cả mà Chúa đã chuẩn bị. Khi bạn bước đi cùng Chúa, mọi thứ trở nên khả thi, và mọi lời nguyện cầu đều sẽ được đáp lại theo cách mà chỉ Chúa mới có thể làm được. Hãy nhớ rằng lời cầu nguyện của bạn không chỉ là tiếng nói trong đêm tối. Mỗi lần bạn cầu nguyện, bạn đang kết nối linh hồn mình với Chúa, đang trao gửi lòng tin và ước nguyện lên tay Ngài. Lời cầu nguyện không chỉ đơn thuần là mong mỏi sự giúp đỡ mà còn là một cách để chúng ta phó thác cuộc đời vào tay Chúa, để Ngài dẫn dắt và đồng hành trong mọi thử thách. Như đã chép, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va và đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con, trích từ Châm ngôn chương 3 câu 5. Trong mỗi lời cầu nguyện là một sự trao gửi niềm tin, sự hy vọng và sự yêu thương dành cho Chúa. Bạn hãy tưởng tượng về một hạt giống được gieo vào lòng đất. Nó không thể nảy mầm và phát triển ngay tức khắc. Nó cần thời gian, ánh sáng và nước. Cũng giống như vậy, lời cầu nguyện của bạn cần sự kiên nhẫn và đức tin để lớn lên và kết trái. Mỗi lần bạn cầu nguyện, bạn không chỉ cầu xin điều bạn muốn mà còn đang học cách kiên nhẫn, tin tưởng và vững tin vào Chúa ngay cả khi bạn chưa thấy kết quả. Trong những ngày qua, Chúa đã quan sát bạn.
Ngài thấy những giọt nước mắt, những khoảnh khắc yếu lòng và cả những lần bạn muốn bỏ cuộc. Nhưng chính sự kiên trì của bạn, ngọn lửa niềm tin luôn cháy sáng trong tim bạn đã làm Chúa vui lòng. Vì thế, giờ đây, Chúa chuẩn bị ban tặng bạn phần thưởng xứng đáng. Chúa muốn bạn biết rằng món quà bạn sắp nhận không chỉ là một phần nhỏ trong đời sống mà là một phần quan trọng trong hành trình vĩ đại hơn. Một hành trình bạn sẽ tiếp tục cùng Chúa trong sự vững tin. Khi bạn nhận được điều bạn đã cầu nguyện, đừng chỉ coi đó là sự giúp đỡ tức thời, mà hãy coi đó là lời mời gọi để bạn đến gần hơn với Chúa. Ngài muốn bạn không chỉ tìm đến khi bạn cần, mà còn khi bạn muốn chia sẻ những niềm vui, những ước mơ và cả những thử thách tương lai. Hãy mở lòng để đón nhận sứ mệnh Chúa dành cho bạn, bởi khi bạn bước đi cùng Ngài, mọi ước nguyện của bạn sẽ được thực hiện theo cách kỳ diệu nhất. Ngày cuối tháng này sẽ là thời khắc để bạn thấy rõ rằng mọi điều trong cuộc sống, dù là thử thách hay phước lành, đều có mục đích. Chúa luôn có kế hoạch hoàn hảo và Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Dù bạn có thể không hiểu ngay lý do đằng sau mỗi sự kiện, hãy yên tâm rằng Chúa đang dẫn dắt bạn theo con đường của tình yêu và sự thịnh vượng. Hãy đón nhận từng phút giây sắp tới với lòng biết ơn và đức tin, vì ngày cuối tháng này sẽ mang đến cho bạn phước lành mà Chúa đã chuẩn bị từ lâu. Đây không phải là kết thúc, mà là bước khởi đầu cho hành trình mới, nơi bạn được mời gọi trở thành ánh sáng soi sáng thế gian, mang đến hy vọng và yêu thương cho mọi người xung quanh. Ngày cuối tháng này sẽ là một cột mốc đặc biệt trong hành trình đức tin của bạn. Nhưng hãy nhớ, đó không phải là điểm cuối, mà là cánh cửa mở ra một con đường mới, nơi bạn sẽ dần khám phá sâu hơn về ý nghĩa của niềm tin, tình yêu và lòng biết ơn. Khi bạn nhận ra rằng mọi điều tốt lành trong cuộc đời đều xuất phát từ tình yêu và ân sủng của Chúa, bạn sẽ bước vào một cuộc sống mới, một cuộc đời không còn bị trói buộc bởi sợ hãi, lo âu hay sự thiếu thốn. Vì ta biết chương trình mà ta dành cho ngươi, chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ngươi có một tương lai và một hy vọng, trích từ Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Chúa muốn bạn chuẩn bị cho một điều vĩ đại hơn, phước lành bạn sắp nhận được không phải là phước lành duy nhất trong cuộc đời bạn. Điều mà bạn sẽ trải nghiệm chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi những phép màu lớn hơn mà Chúa đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Khi bạn sống trung thành và tiếp tục bước đi dưới ánh sáng của lời dạy Chúa, những phước lành sẽ không ngừng đến, không chỉ để biến đổi cuộc sống của bạn mà còn giúp bạn trở thành người mang ánh sáng và niềm hy vọng đến cho người khác. Bạn có nhớ câu chuyện người chủ giao những túi vàng cho các đầy tớ không? Những ai trung thành sử dụng tài năng và phước lành được giao phó thì nhận lại nhiều hơn, còn ai không biết phát huy sẽ mất đi cả phần ít ỏi mà họ có. Chúa đã ban cho bạn hạt giống của niềm tin, lòng kiên nhẫn và hy vọng. Giờ đây, bạn sẽ nhận được hoa trái của sự trung thành đó. Và khi phước lành đến, Chúa mong bạn biết cách sử dụng nó không chỉ để ích lợi cho riêng mình, mà còn để giúp đỡ và động viên những người xung quanh. Chúa đã kêu gọi bạn trở thành một phần của công trình thiêng liêng Ngài đang thực hiện trong thế gian. Hãy nhìn quanh bạn, có rất nhiều người cần đến tình yêu và sự dẫn dắt của Chúa, những người đang tìm kiếm ánh sáng trong cơn lạc lối. Bạn chính là ánh sáng ấy, là sứ giả mang đến niềm tin và hy vọng từ Chúa cho họ. Khi bạn nhận được phước lành, hãy chia sẻ nó, bởi vì khi bạn trao đi, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn. Ngày cuối tháng này là thời điểm biến đổi, không chỉ cho bạn mà còn cho tất cả những ai mà Chúa đã sắp đặt trong hành trình của bạn. Hãy chuẩn bị lòng mình để đón nhận điều này và nhớ rằng trong mọi điều xảy ra, Chúa luôn ở bên bạn, luôn hướng dẫn và bảo vệ. Bạn không bao giờ phải bước đi một mình, Chúa luôn đồng hành cùng bạn trong mọi chặng đường. Phước lành sắp đến gần, nhưng hãy hiểu rằng đây không phải là điểm cuối của hành trình cầu nguyện. Đó chỉ là khởi đầu của một cuộc hành trình mới, nơi bạn sẽ trở thành ánh sáng, là người mang tình yêu và niềm tin đến cho thế gian. Khi phước lành đến,
hãy nghĩ rằng đây là một lời mời gọi để bạn khám phá một chân trời mới trong đức tin, trong tâm hồn và trong chính cuộc đời bạn. Trong khi bạn chờ đợi lời cầu nguyện được đáp lại, hãy nhớ rằng ngoài những phước lành mà bạn mong mỏi, Chúa đang chuẩn bị một điều gì đó vượt xa trí hiểu của bạn. Những gì Chúa ban cho không chỉ là câu trả lời cho một mong ước, mà là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước khi bạn biết đến sự tồn tại của chính mình. Hãy nghĩ rằng bạn đang đứng trước một tấm màn mỏng, và khi màn được vén lên vào ngày cuối tháng này, bạn sẽ thấy một cảnh tượng tuyệt vời mà bạn chưa từng nghĩ đến. Chúa đã biết trước bạn đã cầu nguyện không chỉ với niềm hy vọng mà còn với sự khao khát mãnh liệt. Ngài cảm nhận được những điều sâu thẳm trong tim bạn, một mong ước mà Ngài đã đặt sẵn trong lòng bạn từ thuở khai thiên lập địa. Bạn có tự hỏi tại sao mỗi lần cầu nguyện, trái tim bạn lại rung động và cảm xúc trào dâng? Đó không phải là ngẫu nhiên. Những mong muốn đó là lời nhắc nhở từ Chúa, là dấu hiệu của hành trình mà Ngài đã chuẩn bị cho bạn từ lâu. Những gì bạn sắp trải nghiệm sẽ không chỉ là kết quả của những lời cầu nguyện, mà là sự thể hiện của một kế hoạch sâu xa và hoàn hảo. Có thể bạn chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình có thể thay đổi theo cách này, nhưng Chúa muốn bạn biết rằng mọi điều đều nằm trong tay Ngài. Không có gì xảy ra mà Ngài không biết trước, và không có gì vượt ngoài khả năng của Ngài. Khi ngày cuối tháng đến, không chỉ phước lành của bạn sẽ được ban, mà bạn sẽ hiểu rằng mọi khó khăn và thử thách trước đó chỉ là những bước đi cần thiết để bạn đạt đến giây phút này. Chúa không chỉ ban cho bạn câu trả lời mà còn giúp bạn thấy bức tranh lớn về ý nghĩa của cuộc sống. Những khoảnh khắc khó khăn hay sự chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa, bởi mỗi thử thách đều rèn giũa lòng kiên nhẫn và đức tin của bạn. Như lời Chúa phán, hãy yên tâm, chính ta đây, đừng sợ, trích từ Ma-thi-ơ chương 14 câu 27. Chúa luôn ở bên bạn, dẫn dắt từng bước một. Ngày cuối tháng này sẽ là khoảnh khắc mọi điều trong cuộc đời bạn bắt đầu hợp nhất và có ý nghĩa. Bạn sẽ nhận ra rằng không có thử thách nào là vô ích, không có nỗi đau nào là không cần thiết. Mọi điều đều đã được sắp đặt, chuẩn bị cho bạn để bạn đón nhận phước lành vào thời điểm hoàn hảo nhất. Nhưng phước lành này không chỉ để bạn hưởng thụ một mình. Nó là một phần của kế hoạch lớn lao hơn, một kế hoạch mà Chúa đã thiết lập để bạn có thể mang ánh sáng của Ngài đến với thế gian. Có thể bạn sẽ gặp những người đang lạc lối, đang tìm kiếm ý nghĩa, và bạn sẽ là người giúp họ tìm thấy đức tin và hy vọng trong Chúa. Vì bạn đã vượt qua thử thách và nhận được phước lành, bạn sẽ biết cách giúp đỡ họ, soi đường cho họ tìm thấy niềm tin và yêu thương. Chúa không chỉ ban cho bạn một phép màu duy nhất. Những điều kỳ diệu khác còn đang chờ đợi bạn. Và nếu bạn tiếp tục sống trong trung thành và đức tin, Chúa sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Bạn sẽ luôn có Ngài làm bạn đồng hành, và với Chúa bên cạnh, không có điều gì là không thể. Những gì sắp tới sẽ vượt qua sự mong đợi của bạn. Điều bạn đã cầu nguyện sẽ thành hiện thực, và nó sẽ mở ra cánh cửa cho một cuộc đời mới, một cuộc đời mà bạn sẽ trở thành người truyền tải tình yêu và ánh sáng của Chúa đến cho thế giới. Trong sự im lặng của linh hồn mình, hãy lắng nghe thêm những lời Chúa nói. Khoảnh khắc sắp tới không chỉ đơn thuần là sự hiện thực hóa một lời cầu nguyện mà là sự khởi đầu của một giai đoạn hoàn toàn mới trong hành trình đức tin của bạn. Mỗi người đều có một thời điểm chuyển mình, một khoảnh khắc mà họ nhận ra sự hiện diện rõ ràng của Chúa trong cuộc sống. Ngày cuối tháng này sẽ là thời điểm đó cho bạn, khi bức màn mơ hồ trước mắt bạn được vén lên và bạn sẽ thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúa yêu dấu. Bạn hãy nhớ rằng mỗi điều Chúa sắp ban là một phần của tình yêu và lòng thương xót vô tận mà Chúa dành cho bạn. Chúa đã thấy bạn kiên nhẫn, đã nghe bạn cầu nguyện và sẵn sàng chúc phúc cho bạn vì bạn đã bước đi với niềm tin vững chắc. Hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận điều kỳ diệu vào ngày cuối tháng này. Và khi điều đó xảy ra, hãy sống với tất cả lòng biết ơn và tình yêu. Bởi vì đó là dấu hiệu cho thấy Chúa luôn ở bên, hướng dẫn,
bảo vệ và chúc phúc cho bạn trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời bạn. Bạn thân mến, Chúa nhìn thấy lòng tin nơi bạn và biết rằng đó không phải là một niềm tin đơn giản. Niềm tin của bạn đã được thử thách qua biết bao sóng gió, nhưng vẫn giữ vững và tỏa sáng. Chúa muốn nhắn nhủ bạn rằng, niềm tin không chỉ là niềm an ủi, mà còn là một sức mạnh to lớn. Trong cuộc hành trình này, Chúa đang chuẩn bị cho bạn điều lớn lao hơn nữa. Những gì bạn sắp đón nhận không chỉ là một phép màu duy nhất, mà là một chuỗi phép màu nối tiếp. Đó là minh chứng cho việc Chúa không bao giờ để những lời cầu nguyện của bạn bị lãng quên. Có thể, khi nhìn lại hành trình đức tin của mình, bạn sẽ thấy rằng niềm tin đã biến những khó khăn thành những bài học, và mỗi lần như vậy, lòng tin của bạn lại được củng cố. Chúa mong bạn hãy nhớ rằng mỗi thử thách mà bạn đã trải qua đều là bước đệm dẫn đến một sự thay đổi lớn lao, để bạn có thể trở thành một phần trong kế hoạch lớn của Chúa. Ngày cuối tháng này, khi phép màu diễn ra, bạn sẽ hiểu sâu sắc hơn về sức mạnh của niềm tin kiên định và nhận ra rằng không điều gì là quá khó để vượt qua khi có Chúa bên cạnh. Những ngày còn lại trước khi phép màu xảy ra là thời gian quý báu để bạn chuẩn bị tâm hồn. Chúa muốn bạn hiểu rằng đón nhận phước lành không chỉ là một sự kiện nhất thời, mà còn là một sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn. Đón nhận phước lành đòi hỏi bạn phải sẵn lòng đón nhận những thay đổi bên trong mình. Những thay đổi có thể làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn, tràn đầy yêu thương hơn và gắn kết hơn với tình yêu của Chúa. Chúa khuyên bạn hãy dành thời gian mỗi ngày để tĩnh lặng, suy ngẫm và chuẩn bị lòng mình như một mảnh đất tốt lành. Những khoảnh khắc này sẽ là nền tảng giúp bạn sẵn sàng đón nhận không chỉ điều mà bạn đã cầu nguyện, mà cả những phép màu tiếp nối trong tương lai. Hãy mở lòng để nhận biết rằng mỗi phút giây đều có Chúa bên cạnh, hướng dẫn bạn trên hành trình này. Chúa không chỉ muốn bạn nhận phước lành để thỏa mãn nhu cầu của riêng mình, mà còn mong muốn bạn lan tỏa những phước lành ấy đến những người khác. Khi bạn được ban cho những điều tốt đẹp, điều đó đi kèm với trách nhiệm thiêng liêng, trở thành ánh sáng cho những người xung quanh. Chúa nhắn nhủ rằng, với phước lành lớn lao, bạn sẽ có sức mạnh để truyền tải niềm tin, tình yêu và sự hy vọng đến cho thế giới xung quanh. Bạn hãy nhớ rằng, những gì Chúa trao không phải để bạn nắm giữ mà không chia sẻ, mà là để bạn làm giàu thêm cho những người khác, những người cần niềm tin và hy vọng. Khi bạn lan tỏa những phước lành, bạn sẽ thấy rằng phép màu không chỉ dừng lại ở mình, mà sẽ nhân rộng trong cộng đồng, mang lại ánh sáng và tình yêu từ Chúa đến với mọi người. Bạn thân mến, Chúa nhìn thấy trong lòng bạn một niềm tin sâu sắc và lòng trung thành mạnh mẽ. Để xây dựng một đức tin kiên định, đôi khi Chúa thử thách bạn qua những giai đoạn tối tăm nhất, những khoảnh khắc bạn cảm thấy cô đơn và mất phương hướng. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, niềm tin của bạn lại được tôi luyện, trở thành ngọn đèn soi sáng giữa bóng tối. Niềm tin không phải là một món quà dễ dàng, mà là một quá trình phát triển từ những thử thách và sự kiên nhẫn. Chúa muốn bạn hiểu rằng lòng trung thành của bạn không chỉ khiến Chúa tự hào, mà còn là sợi dây kết nối bạn với những phước lành đang đến gần. Những khó khăn mà bạn đã vượt qua là minh chứng cho sức mạnh nội tại và sự can đảm mà Chúa đã trao cho bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng những giọt nước mắt và nỗ lực của bạn là vô nghĩa. Từng khoảnh khắc ấy đều được Chúa ghi nhận, và chính chúng sẽ là hạt giống nảy mầm thành những phước lành. Ngày cuối tháng này, khi phép màu xảy ra, hãy nhìn lại hành trình đã qua với lòng biết ơn và nhận ra rằng niềm tin của bạn là chìa khóa đã mở ra cánh cửa của phước lành. Hãy vững tin rằng mỗi thử thách là một cơ hội để bạn trở nên gần gũi hơn với Chúa, và qua đó, đức tin của bạn càng thêm sâu sắc và mạnh mẽ. Trong thời gian này, Chúa muốn bạn chuẩn bị tâm hồn thật kỹ lưỡng. Hãy mở lòng mình như một mảnh đất màu mỡ, sẵn sàng đón nhận những hạt giống mà Chúa sắp gieo trồng. Sự chuẩn bị này không chỉ là để chờ đợi một phép màu cụ thể, mà còn là để sẵn sàng đón nhận những thay đổi bên trong bạn.
những phép màu mà Chúa mang đến không chỉ là để thay đổi hoàn cảnh của bạn, mà còn là để biến đổi bạn từ bên trong. Chúa khuyên bạn dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm, lắng nghe giọng nói trong tâm hồn mình và cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Bạn hãy tận dụng những phút giây yên tĩnh để cảm nhận những thông điệp mà Chúa gửi đến. Đó có thể là những lời chỉ dẫn, là sự an ủi, hay là niềm động viên để bạn có thêm sức mạnh bước tiếp. Chúa muốn bạn biết rằng sự chuẩn bị trong tâm hồn là nền tảng cho bất kỳ phước lành nào. Hãy gạt bỏ lo lắng và nghi ngờ, và để lòng mình trở nên thanh thản. Khi bạn đón nhận phước lành với một trái tim rộng mở và bình an, điều đó không chỉ mang lại niềm vui mà còn tạo ra sự thay đổi bền vững bên trong bạn. Nhận được phước lành là một điều tuyệt vời, nhưng sứ mệnh của bạn không dừng lại ở việc hưởng thụ chúng. Chúa muốn bạn trở thành một nguồn ánh sáng, một người mang phước lành đến cho người khác. Khi bạn lan tỏa những phước lành mà Chúa đã ban, bạn đang tạo ra một chuỗi những phép màu tiếp nối. Những người xung quanh sẽ thấy được sức mạnh của niềm tin qua cách bạn sống, và họ sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa qua cách bạn yêu thương. Chúa kêu gọi bạn hãy dùng phước lành mà bạn nhận được để làm phong phú thêm cuộc sống của những người xung quanh. Hãy giúp đỡ những người cần sự trợ giúp, những người đang lạc lối, và những người đang tìm kiếm niềm tin. Bằng cách chia sẻ những điều tốt đẹp bạn có, bạn không chỉ giúp họ thấy được ánh sáng mà còn lan tỏa tình yêu của Chúa đến nhiều nơi xa hơn nữa. Chúa biết rằng nhiệm vụ này không dễ dàng. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng hãy nhớ rằng Chúa luôn bên bạn, luôn hướng dẫn và ban sức mạnh cho bạn. Khi bạn trở thành người chia sẻ phước lành, bạn đang đóng góp vào kế hoạch thiêng liêng mà Chúa đã định cho bạn. Điều này không chỉ làm giàu thêm cuộc sống của bạn, mà còn tạo ra ý nghĩa lớn lao cho sự tồn tại của bạn trên đời này. Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng, và sứ mệnh của bạn là trở thành một phần của công trình thiêng liêng mà Chúa đang thực hiện. Chúa biết rằng bạn đã trải qua nhiều gian khó, và chính qua những thử thách ấy, bạn đã được tôi luyện để trở thành một người vững vàng trong đức tin. Bạn sẽ trở thành người mà người khác có thể nương tựa, một điểm sáng để dẫn lối họ tìm đến với Chúa. Trong thời gian tới, Chúa sẽ gửi đến bạn những cơ hội để bạn thực hiện sứ mệnh này. Đó có thể là những người cần sự hỗ trợ, là những hoàn cảnh khó khăn mà bạn có thể góp phần làm thay đổi. Mỗi lần bạn giúp đỡ người khác, là mỗi lần bạn thực hiện sứ mệnh mà Chúa đã định cho bạn. Hãy đón nhận sứ mệnh này với niềm vui và lòng biết ơn, vì Chúa tin tưởng vào bạn, và Chúa biết rằng bạn có khả năng làm nên những điều lớn lao. Bạn thân mến, Chúa muốn bạn biết rằng không có gì là ngẫu nhiên trong cuộc sống này. Mỗi sự kiện xảy ra trong đời bạn đều có ý nghĩa, là một phần trong kế hoạch mà Chúa đã chuẩn bị. Những khó khăn, niềm vui và cả những lần bạn cảm thấy mình đứng trước vực thẳm đều là những bước đi cần thiết để bạn đến gần hơn với điều Chúa định sẵn cho bạn. Có thể bạn đã nhận thấy những dấu hiệu này trong cuộc sống hàng ngày: một câu nói của người lạ, một mẩu tin trên báo, hoặc đơn giản là một ánh sáng bình minh rực rỡ trong buổi sáng tĩnh lặng. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy chính là thông điệp của Chúa, nhắc nhở bạn về sự hiện diện của Ngài. Chúa muốn bạn lắng nghe và cảm nhận được từng dấu chỉ này, bởi mỗi dấu hiệu đều mang theo ý nghĩa và mục đích. Trong hành trình chuẩn bị tâm hồn, bạn được kêu gọi trở nên nhạy bén hơn với những điều nhỏ bé xung quanh. Chúa gửi đến bạn sự bình yên qua những khoảnh khắc đơn giản nhất, để giúp bạn hiểu rằng tình yêu của Ngài không phải lúc nào cũng thể hiện qua những điều rực rỡ mà đôi khi lại ẩn mình trong những chi tiết giản dị của đời sống. Hãy mở lòng để đón nhận những dấu chỉ đó và dùng chúng làm động lực để bước tiếp, vì đó là sự kết nối mà Chúa dành cho bạn, để hướng dẫn bạn trên con đường niềm tin. Trong quá trình chuẩn bị đón nhận phép màu, có thể bạn sẽ thấy lòng mình tràn ngập mong chờ, xen lẫn một chút lo âu. Chờ đợi không phải là điều dễ dàng, và Chúa biết rõ điều này. Nhưng hãy nhớ rằng kiên nhẫn không chỉ là một phần của hành trình, mà còn là bài học quan trọng giúp bạn rèn luyện đức tin của mình.
Đôi khi Chúa trì hoãn không phải vì Ngài không muốn ban phước, mà bởi Ngài muốn giúp bạn trưởng thành hơn trong đức tin, để khi phép màu xảy đến, bạn sẽ đón nhận với trái tim vững vàng và tâm hồn thanh tịnh. Mỗi khoảnh khắc bạn dành để kiên nhẫn chờ đợi là mỗi lần bạn tăng cường sức mạnh niềm tin. Khi bạn giữ vững niềm tin ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất, bạn đang xây dựng một nền tảng tinh thần mạnh mẽ mà không điều gì có thể lay chuyển. Hãy để sự kiên nhẫn đó trở thành nguồn động lực, là sức mạnh giúp bạn vượt qua mọi thử thách, bởi Chúa đang chuẩn bị cho bạn một phước lành lớn lao, và điều đó đáng giá từng phút giây bạn đã chờ đợi. Ngày cuối tháng này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc sống của bạn, mà còn là sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn. Chúa không chỉ mang đến những điều bạn cầu nguyện, mà còn giúp bạn trở nên một phiên bản tốt hơn của chính mình. Phép màu không phải là đích đến, mà là khởi đầu của một hành trình mới, một chương mới trong câu chuyện mà Chúa đã viết riêng cho bạn từ thuở ban đầu. Hãy chuẩn bị tâm hồn mình như mảnh đất tốt lành, để hạt giống mà Chúa gieo trồng có thể nảy mầm và phát triển mạnh mẽ. Sự chuẩn bị tâm hồn không phải là việc chỉ diễn ra trong một sớm một chiều, mà là quá trình bạn mở lòng đón nhận sự yêu thương, bình an và ánh sáng từ Chúa. Bạn được kêu gọi để buông bỏ những lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi, để khi phước lành đến, bạn có thể đón nhận một cách trọn vẹn. Chúa muốn bạn hiểu rằng không có điều gì trong cuộc sống là ngẫu nhiên. Mỗi khoảnh khắc, dù nhỏ bé đến đâu, đều là một phần trong kế hoạch của Chúa. Ngài đã sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo, để bạn có thể trưởng thành qua từng bước đi, để phép màu xảy đến đúng lúc, khi tâm hồn bạn đã sẵn sàng để đón nhận. Khi bạn nhận được phép màu và phước lành từ Chúa, trách nhiệm của bạn không dừng lại ở đó. Chúa muốn bạn trở thành người mang ánh sáng, là người truyền cảm hứng và hy vọng cho những ai đang lạc lối. Với mỗi phước lành bạn nhận được, bạn được kêu gọi để chia sẻ tình yêu và sự dẫn dắt của Chúa với thế giới xung quanh. Đó là cách bạn trở thành công cụ của Chúa, là người mang ánh sáng đến những người đang sống trong bóng tối. Có thể Chúa sẽ đặt bạn trong những tình huống để bạn trở thành sự trợ giúp cho người khác, là nguồn động viên và là điểm tựa cho những ai cần đến sự hướng dẫn. Mỗi lần bạn chia sẻ phước lành, bạn đang làm giàu thêm không chỉ cho chính mình mà còn cho cộng đồng xung quanh. Bằng cách này, tình yêu của Chúa không ngừng lan tỏa, đi xa hơn và chạm đến nhiều trái tim hơn. Chúa nhắc nhở rằng, khi bạn chia sẻ tình yêu của Ngài với người khác, bạn đang góp phần làm đẹp thêm cho thế giới này, và điều đó làm Ngài vui lòng. Mỗi một sự kiện trong cuộc sống của bạn, dù nhỏ bé đến đâu, đều là một phần trong kế hoạch lớn lao của Chúa. Ngài đã viết nên câu chuyện của bạn từ trước khi bạn ra đời, và Ngài biết rõ con đường bạn sẽ đi. Bạn không phải chỉ là người nhận phép màu, mà còn là người được chọn để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, một sứ mệnh mà chỉ có bạn mới có thể hoàn thành. Chúa muốn bạn biết rằng không có điều gì là vô nghĩa trong cuộc đời bạn. Ngay cả những khó khăn, những thất bại, những khoảnh khắc mất mát cũng là cách mà Ngài đang tôi luyện bạn, để bạn trở thành một người mạnh mẽ hơn, sẵn sàng hơn cho phước lành sắp đến. Mỗi thử thách mà bạn đã trải qua, mỗi giọt nước mắt và cả những lúc bạn tưởng như không thể tiếp tục, đều có ý nghĩa. Chúa đã sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo, để bạn có thể trưởng thành, để niềm tin của bạn được củng cố và để bạn trở thành người mà Ngài muốn bạn trở thành. Trên hành trình này, Chúa muốn bạn sống với lòng biết ơn sâu sắc. Mỗi khoảnh khắc, dù là những niềm vui hay những thử thách, đều là món quà từ Chúa. Lòng biết ơn không chỉ là lời cảm ơn khi nhận được điều mình mong muốn, mà còn là sự cảm tạ trong từng phút giây của cuộc sống. Khi bạn biết ơn những điều nhỏ bé, bạn sẽ sẵn sàng hơn để đón nhận những điều lớn lao mà Chúa đã chuẩn bị. Hãy nhớ rằng, lòng biết ơn là chìa khóa mở ra cánh cửa của phước lành. Khi bạn sống với lòng biết ơn, bạn đang tạo ra một không gian trong tâm hồn để phép màu có thể đến gần. Chúa muốn bạn hiểu rằng,
mọi điều tốt lành trong cuộc đời bạn đều xuất phát từ tình yêu và ân sủng của Ngài. Và khi bạn đón nhận với lòng biết ơn, bạn sẽ thấy rằng mỗi ngày đều là một phép màu. Ngày cuối tháng này không chỉ là khoảnh khắc bạn nhận phước lành mà bạn đã cầu nguyện, mà còn là sự bắt đầu của một giai đoạn mới. Chúa muốn bạn biết rằng, không có gì là không thể khi bạn có niềm tin vào Ngài. Hãy bước vào giai đoạn này với niềm tin mạnh mẽ và lòng dũng cảm, bởi Chúa đang dẫn dắt bạn trên con đường mà Ngài đã chuẩn bị từ lâu. Chúa biết rằng bạn có thể cảm thấy lo lắng, có thể sợ hãi trước sự thay đổi, nhưng Ngài muốn bạn hiểu rằng Ngài luôn ở bên bạn, luôn đồng hành cùng bạn trong từng bước đi. Hãy mở lòng để đón nhận không chỉ những phước lành mà còn cả những thách thức, bởi mỗi bước đi đều là cơ hội để bạn trưởng thành, để niềm tin của bạn được củng cố và để tình yêu của Chúa lan tỏa đến mọi người xung quanh. Hãy nhớ rằng, bạn không chỉ là người nhận phước lành mà còn là người được chọn để mang tình yêu của Chúa đến cho thế giới. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn, với niềm tin và với tình yêu, và bạn sẽ thấy rằng mọi điều đều trở nên có thể khi bạn bước đi trong ánh sáng của Chúa. Bạn thân mến, Chúa luôn hiện diện bên bạn, không chỉ trong những điều kỳ diệu lớn lao, mà còn trong những khoảnh khắc bình dị. Ngài muốn bạn học cách nhìn nhận và trân trọng những điều nhỏ bé, những cảm giác an yên trong tâm hồn, bởi trong đó chứa đựng sức mạnh vĩ đại của tình yêu và niềm tin. Có thể là một buổi sáng khi ánh nắng len lỏi qua khe cửa, một lời động viên từ người bạn thân, hay chỉ là sự tĩnh lặng mà bạn cảm nhận trong một khoảnh khắc nào đó. Tất cả đều là những dấu chỉ mà Chúa gửi đến để nhắc nhở bạn rằng Ngài đang ở đây, rằng bạn không bao giờ đơn độc. Chúa mong muốn bạn trải nghiệm sự hiện diện của Ngài qua từng hơi thở, từng ánh mắt và từng nụ cười. Ngài đã sắp đặt mọi thứ để giúp bạn nhận ra rằng cuộc sống này thực sự quý giá, rằng mỗi phút giây đều có ý nghĩa. Khi bạn lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng chim hót, hoặc cảm nhận được sự yên bình trong tâm hồn, đó là Chúa đang nói với bạn. Những khoảnh khắc bình dị ấy chính là những dấu hiệu thiêng liêng, để bạn biết rằng Chúa luôn ở bên, lặng lẽ nâng đỡ và bảo vệ bạn, ngay cả trong những lúc bạn không nhận ra. Sự chờ đợi không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng Chúa muốn bạn hiểu rằng trạng thái chờ đợi có thể trở thành một hành trình tự khám phá đầy ý nghĩa. Trong khi chờ đợi phước lành sắp đến, Chúa muốn bạn sống trong sự bình an, tin rằng mọi điều đang diễn ra theo kế hoạch hoàn hảo của Ngài. Ngài mong bạn không chỉ ngồi yên, mà hãy chuẩn bị bằng cách nuôi dưỡng niềm tin và xây dựng sức mạnh tinh thần. Chờ đợi không có nghĩa là ngừng hành động. Ngược lại, đó là cơ hội để bạn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn trong đức tin. Hãy nghĩ về quá trình chờ đợi như một giai đoạn của sự chuẩn bị, một thời gian để rèn luyện sự kiên nhẫn và khám phá bản thân. Mỗi ngày là một cơ hội để bạn đón nhận thêm những bài học, để thấy được giá trị của từng khoảnh khắc. Chúa đã ban cho bạn thời gian này không phải để tạo ra sự trì hoãn, mà là để giúp bạn thực sự sẵn sàng đón nhận phước lành khi nó đến. Trong quá trình này, hãy biết rằng Ngài luôn ở đó, khích lệ bạn và tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Bạn không chỉ sống cho riêng mình mà còn có một sứ mệnh thiêng liêng mà Chúa đã giao phó. Ngài đã định sẵn cho bạn một vai trò quan trọng trong kế hoạch của Ngài, vai trò của một người lan tỏa ánh sáng và tình yêu. Mỗi phước lành bạn nhận được là để bạn chia sẻ, để tạo ra ảnh hưởng tích cực và giúp những người xung quanh bạn tìm thấy con đường của chính họ. Chúa biết rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng để trở thành người mang lại ánh sáng trong những hoàn cảnh khó khăn. Có lúc bạn sẽ gặp phải sự nghi ngờ từ bên ngoài, có khi bạn sẽ đối diện với sự thiếu niềm tin. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, Ngài trao cho bạn sức mạnh để bạn biết rằng bạn không phải đối diện một mình. Bạn được Chúa chọn lựa không chỉ để nhận phước lành, mà còn để lan tỏa tình yêu của Ngài đến những ai cần nó. Ngài muốn bạn biết rằng những việc làm nhỏ bé, những lời động viên chân thành và cả sự hiện diện của bạn cũng có thể trở thành phép màu với những người khác. Khi bạn sống với lòng biết ơn, bạn mở ra cánh cửa để phép màu tiếp tục diễn ra trong cuộc đời mình.
Chúa muốn bạn biết rằng, dù là điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống, tất cả đều xứng đáng để bạn cảm ơn. Khi bạn biết ơn những gì mình đang có, trái tim bạn trở nên rộng mở và sẵn sàng đón nhận nhiều phước lành hơn từ Chúa. Lòng biết ơn không chỉ là sự phản hồi với những gì bạn nhận được, mà là một thái độ sống. Chúa muốn bạn cảm ơn ngay cả khi đối diện với thử thách, bởi vì trong từng khó khăn, Ngài đang chuẩn bị một phước lành lớn lao. Mỗi khi bạn nhìn thấy cuộc sống với lòng biết ơn, bạn sẽ thấy rằng mọi điều trong cuộc đời bạn đều có lý do và có giá trị. Bạn sẽ nhận ra rằng phước lành không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn từ chính nội tâm và cách bạn trân trọng cuộc sống. Ngày cuối tháng này sẽ là một bước ngoặt, một cánh cửa mở ra để bạn nhìn thấy rõ ràng hơn về vai trò của mình trong thế giới. Khi phép màu mà bạn đã cầu nguyện thành hiện thực, Chúa muốn bạn hiểu rằng đó không phải là một kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới. Ngài muốn bạn đón nhận phước lành như một lời kêu gọi hành động, một lời nhắc nhở rằng bạn được trao quyền để làm nên điều tốt đẹp hơn nữa. Phép màu không phải là điểm đến, mà là động lực để bạn bước tiếp, để bạn biết rằng mình có thể tiến xa hơn trong hành trình này. Chúa mong bạn không chỉ đón nhận phước lành, mà còn tìm cách làm cho nó trở thành một phần của cuộc sống, một phần của sự phát triển tinh thần và sứ mệnh của bạn. Ngài muốn bạn sử dụng phước lành này như là nền tảng để tiếp tục khám phá bản thân, để giúp đỡ và truyền cảm hứng cho những người khác. Khi phép màu xảy ra, có thể sẽ có những sự thay đổi mà bạn chưa từng nghĩ đến. Chúa biết rằng sự thay đổi đôi khi mang đến sự bất an, nhưng Ngài muốn bạn đối diện với nó bằng trái tim vững vàng và lòng tin mãnh liệt. Ngài muốn bạn biết rằng, bất kể sự thay đổi nào đến, đó đều là một phần trong kế hoạch mà Ngài đã chuẩn bị cho bạn. Hãy để trái tim bạn mở rộng và sẵn sàng đón nhận sự thay đổi này. Đừng ngại những thử thách mới, bởi chính trong những thử thách đó, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh và khả năng tiềm ẩn của mình. Chúa sẽ không bao giờ để bạn phải đối diện một mình với bất kỳ sự thay đổi nào. Ngài luôn bên bạn, đồng hành cùng bạn trong mọi bước đi. Hãy nhớ rằng, sự thay đổi không phải là sự kết thúc mà là sự bắt đầu của một hành trình mới, nơi bạn sẽ khám phá thêm về bản thân và về sứ mệnh mà Chúa đã giao phó cho bạn. Trong hành trình với Chúa, hy vọng là ngọn đuốc soi sáng mỗi khi bạn cảm thấy lòng mình trở nên trống rỗng hoặc chênh vênh. Chúa muốn bạn tiếp tục mơ ước, tiếp tục nuôi dưỡng những ước vọng lớn lao. Ngài khích lệ bạn không ngừng khao khát một cuộc sống trọn vẹn, một cuộc sống mà ở đó bạn có thể làm nên những điều phi thường. Bạn hãy nhớ rằng, mỗi giấc mơ bạn ấp ủ, mỗi hy vọng bạn nuôi dưỡng đều có giá trị. Chúa thấy tất cả những mong ước thầm kín trong lòng bạn và hiểu rõ hơn bất kỳ ai về những gì bạn cần. Ngài không chỉ nghe thấy tiếng lòng bạn mà còn đặt cả tình yêu của Ngài vào đó, để biến những ước mơ của bạn thành hiện thực theo cách tốt đẹp nhất. Bạn không chỉ là người mơ mộng mà còn là người được Chúa chọn lựa để thực hiện những giấc mơ của Ngài cho thế gian. Phước lành mà bạn nhận được không chỉ là món quà dành riêng cho bạn, mà là để bạn có thể lan tỏa tình yêu và ánh sáng đến mọi người. Chúa muốn bạn trở thành người mang lại niềm vui, người giúp đỡ và là nguồn hy vọng cho những ai đang lạc lối. Ngài muốn bạn biết rằng mỗi hành động, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều có thể trở thành phép màu với ai đó. Hãy nghĩ đến những người xung quanh bạn, những người đang cần sự giúp đỡ, đang tìm kiếm sự dẫn lối. Chúa đã trao cho bạn cơ hội để trở thành ánh sáng trong đời sống của họ, để giúp họ nhìn thấy con đường của mình và tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Mỗi khi bạn lan tỏa tình yêu của Chúa, mỗi khi bạn dành thời gian để lắng nghe, để chia sẻ và an ủi ai đó, bạn đang thực hiện sứ mệnh mà Chúa đã trao phó. Chúa mong muốn bạn luôn giữ vững niềm tin, ngay cả khi mọi thứ không diễn ra như ý. Niềm tin là thứ bạn không thể mua, nhưng cần phải rèn luyện và vun đắp hàng ngày, như một ngọn nến trong đêm tối mà bạn cần giữ sáng để soi đường. Chúa hiểu rằng, đôi khi trong quá trình chờ đợi, bạn có thể gặp phải những trở ngại, nghi ngờ và sợ hãi, nhưng chính trong những khoảnh khắc đó,
Ngài đang tạo cơ hội để bạn trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy xem mỗi khó khăn là một cơ hội để làm sâu sắc thêm niềm tin của bạn vào Chúa. Ngài không chỉ ở bên khi mọi thứ thuận lợi mà còn đứng bên bạn trong những lúc thử thách. Khi bạn chấp nhận thử thách với niềm tin rằng mọi điều đều nằm trong kế hoạch của Ngài, bạn sẽ tìm thấy sự bình yên và sức mạnh để vượt qua. Chúa muốn bạn biết rằng niềm tin không phải là chờ đợi một kết quả ngay lập tức, mà là sự kiên trì tin vào tình yêu của Ngài, dù có thế nào đi nữa. Trong cuộc hành trình này, chờ đợi là một món quà để bạn nhìn nhận lại bản thân, rèn luyện sự kiên nhẫn và học cách sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn. Chúa muốn bạn học cách tận hưởng hành trình, không chỉ để ý đến đích đến. Bởi Ngài biết rằng, trong quá trình chờ đợi và đối diện với chính mình, bạn sẽ thấy được những khía cạnh mới mẻ, sức mạnh mà bạn chưa từng nghĩ rằng mình có. Hãy coi mỗi khoảnh khắc chờ đợi như một cơ hội để học hỏi và phát triển. Có thể đó là thời gian để bạn hoàn thiện bản thân, để lắng nghe trái tim mình và hiểu rõ hơn về những gì bạn thực sự mong muốn. Chúa biết rằng, khi bạn chấp nhận sự chờ đợi như một phần của kế hoạch, bạn sẽ phát hiện ra rằng điều bạn đang tìm kiếm không hẳn là một kết quả, mà là sự biến đổi bên trong bạn. Chúa là đấng tạo hóa đầy sáng tạo, và Ngài thường gửi đến bạn những điều bất ngờ khi bạn ít mong đợi nhất. Ngài muốn bạn hiểu rằng cuộc sống là một chuỗi những khoảnh khắc bất ngờ, và nếu bạn mở lòng, bạn sẽ nhìn thấy sự kỳ diệu của Chúa ở khắp nơi. Có khi, Ngài không trao cho bạn chính xác điều bạn cầu nguyện, nhưng lại gửi đến bạn điều mà trái tim bạn thực sự cần. Hãy để lòng bạn rộng mở, sẵn sàng đón nhận những phép màu mà bạn không lường trước. Chúa sẽ trao cho bạn những cơ hội, những trải nghiệm mà bạn chưa từng nghĩ đến, và chính những điều ấy sẽ giúp bạn khám phá sâu hơn về bản thân mình, cũng như về vai trò của bạn trong thế giới này. Ngài muốn bạn biết rằng phép màu không nhất thiết phải đến dưới dạng một sự kiện lớn lao. Nó có thể là một sự thay đổi nhỏ bé trong suy nghĩ, một cảm giác mới mẻ, hay một sự thấu hiểu sâu sắc về điều gì đó tưởng chừng như bình thường. Chúa mong muốn bạn không chỉ nhìn thấy Ngài trong những khoảnh khắc cầu nguyện, mà hãy mang tình yêu của Ngài vào từng hành động nhỏ bé trong cuộc sống. Khi bạn giúp đỡ ai đó, khi bạn lắng nghe và thấu hiểu, khi bạn chia sẻ và lan tỏa sự tử tế, bạn đang thực hiện sứ mệnh lan tỏa tình yêu mà Chúa đã trao cho bạn. Ngài muốn bạn sống với lòng vị tha, nhìn thấy mọi người với tình yêu và lòng cảm thông. Bạn không cần phải làm những điều lớn lao để thực hiện sứ mệnh này. Đôi khi, một nụ cười, một lời động viên, một sự giúp đỡ đơn giản cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho người khác. Chúa muốn bạn biết rằng khi bạn hành động với lòng nhân ái và tình yêu, bạn không chỉ thay đổi cuộc đời của người khác mà còn làm cho chính mình trở nên giàu có hơn về mặt tinh thần. Để cảm nhận được sự hiện diện của Chúa rõ ràng hơn, hãy tạo cho mình một không gian thiêng liêng, nơi bạn có thể lắng nghe tiếng nói của Chúa một cách sâu sắc nhất. Đó có thể là một góc nhỏ trong nhà, nơi bạn dành thời gian tĩnh lặng để cầu nguyện, suy ngẫm và ghi chép những điều bạn cảm nhận từ cuộc sống. Chúa muốn bạn biết rằng việc xây dựng một không gian riêng để lắng nghe Ngài sẽ giúp bạn mở rộng tâm hồn và dễ dàng đón nhận những điều kỳ diệu mà Ngài muốn gửi đến. Khi bạn dành thời gian trong không gian thiêng liêng này, bạn không chỉ kết nối với Chúa mà còn kết nối với chính mình. Đó là nơi bạn có thể trút bỏ mọi lo âu, những nỗi sợ, và để lòng mình thực sự thanh thản. Chúa muốn bạn biết rằng, trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, bạn sẽ tìm thấy những câu trả lời mà bạn đã tìm kiếm bấy lâu, và bạn sẽ nhận ra rằng Chúa luôn hiện diện, lắng nghe và yêu thương bạn vô điều kiện. Trong quá trình trưởng thành và khám phá bản thân, Chúa cũng muốn bạn học cách buông bỏ những gì không còn phù hợp. Ngài muốn bạn hiểu rằng, để đón nhận những điều mới mẻ, bạn cần để lại phía sau những điều đã qua, những gánh nặng và những giới hạn không còn phục vụ bạn. Buông bỏ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là sự khôn ngoan, là bước tiến để tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của bạn.
Khi bạn buông bỏ, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn và có thể đón nhận nhiều hơn. Chúa muốn bạn biết rằng đôi khi, những thứ mà bạn nghĩ là cần thiết lại chính là những gì khiến bạn chùn bước. Hãy để Ngài dẫn đường và giúp bạn nhận ra điều gì thực sự có giá trị. Ngài không bao giờ muốn bạn mang trên vai những gánh nặng không cần thiết. Ngài muốn bạn bước đi với trái tim tự do và tâm hồn rộng mở. Chúa muốn bạn không chỉ sống qua từng ngày mà phải sống trọn vẹn trong mỗi khoảnh khắc. Ngài khuyến khích bạn sống với niềm tin và hy vọng, không chỉ đợi đến ngày phép màu xảy ra. Bởi vì phép màu thực sự không nằm ở tương lai xa xôi mà có thể đã ở ngay trong hiện tại, trong từng khoảnh khắc mà bạn biết cách yêu thương và tin tưởng. Hãy nhớ rằng cuộc sống là món quà vô giá mà Chúa đã ban tặng, và Ngài mong muốn bạn sống với lòng biết ơn và tình yêu, không phải chờ đợi để có được một kết quả cụ thể mà là tận hưởng từng giây phút trên hành trình. Chúa muốn bạn biết rằng, khi bạn sống với niềm tin và hy vọng mỗi ngày, bạn không chỉ đến gần hơn với phép màu mà còn làm cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ và tràn đầy ý nghĩa. Chúa biết rằng bạn có trong mình một ánh sáng, một ngọn lửa nội tâm mà Ngài đã trao tặng. Ngài muốn bạn biết rằng, ánh sáng này không chỉ để chiếu sáng con đường của bạn mà còn để soi rọi cho người khác. Mỗi lần bạn lắng nghe, chia sẻ hoặc đồng hành với ai đó, bạn đang lan tỏa ánh sáng của Chúa đến với thế gian. Ngài muốn bạn hiểu rằng, khi bạn sống một cuộc đời ý nghĩa, bạn không chỉ làm giàu cho chính mình mà còn truyền động lực và hy vọng cho những người khác. Ngài muốn bạn biết rằng, mọi việc bạn làm từ tình yêu đều có thể trở thành phép màu cho những người xung quanh. Hãy nhớ rằng bạn có thể mang lại sự bình yên cho những ai cần nó, và Chúa luôn đồng hành để giúp bạn trở thành ngọn đèn sáng giữa cuộc đời. Chúa biết rằng cuộc sống đôi khi có thể mang đến những thử thách lớn, nhưng Ngài muốn bạn luôn tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Ngài muốn bạn biết rằng, bất kể hoàn cảnh như thế nào, Ngài luôn có mặt và bạn luôn có thể tìm thấy sự an ủi trong tình yêu của Ngài. Chúa mong muốn bạn hãy để lòng mình yên lặng, để nghe thấy tiếng gọi từ Ngài, tiếng gọi nhắc nhở rằng bạn không bao giờ đơn độc. Hãy tin rằng dù thế giới ngoài kia có ồn ào, tâm hồn bạn vẫn có thể tìm thấy sự bình an trong tình yêu của Chúa. Ngài muốn bạn biết rằng, khi bạn đặt đến sự bình yên nội tại, không có gì trong thế gian này có thể làm lung lay được bạn. Đó là sự bình yên mà Chúa dành riêng cho bạn, một không gian nơi bạn luôn có thể trở về và cảm nhận tình yêu vô biên. Chúa muốn bạn biết rằng, Ngài yêu bạn vô điều kiện và lòng thương xót của Ngài luôn là vô biên. Ngài không yêu bạn vì những gì bạn làm hay không làm, mà Ngài yêu bạn vì chính con người bạn. Ngài không bao giờ rời bỏ bạn và luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay, đón nhận bạn bất kể bạn đã trải qua những gì. Hãy sống với lòng biết ơn, hiểu rằng tình yêu của Chúa là mãi mãi. Chúa mong bạn nhớ rằng, bất kể bạn ở đâu trên hành trình này, Ngài luôn ở bên, lắng nghe và yêu thương bạn một cách trọn vẹn. Hãy cho phép mình đón nhận tình yêu ấy để sống một cuộc đời đầy đủ, viên mãn trong sự bao bọc của tình yêu và lòng thương xót mà chỉ có Chúa mới có thể ban tặng. Bạn thân mến, hành trình mà Chúa đã định sẵn cho bạn không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó được thiết kế để bạn trưởng thành qua từng ngày. Ngài biết rằng mỗi bước đi đều có thể đưa bạn đến gần hơn với mục đích và tiềm năng của mình. Nhưng Ngài cũng biết rằng sẽ có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, chùn chân. Chính trong những khoảnh khắc ấy, Chúa muốn bạn dấn thân mạnh mẽ hơn nữa vào hành trình trưởng thành. Mỗi thử thách, mỗi khó khăn không phải để đánh bại bạn, mà để bạn có thể nhìn thấy sức mạnh nội tại của mình và hiểu rằng Ngài luôn ở bên. Chúa mời bạn bước vào cuộc hành trình này với một trái tim cởi mở và kiên nhẫn, sẵn sàng học hỏi từ mọi hoàn cảnh, từ những khoảnh khắc vui vẻ đến những lần vấp ngã. Hãy xem mỗi bước đi là một bước tiến tới gần Ngài hơn, một cơ hội để phát triển lòng trắc ẩn, sức mạnh và sự khiêm nhường. Chúa muốn bạn không chỉ nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài mà còn khám phá những điều kỳ diệu bên trong mình. Khi bạn đặt niềm tin vào Chúa, Ngài sẽ soi sáng từng bước,
giúp bạn tìm thấy ánh sáng và niềm vui ngay cả trong những thử thách gian khó. Bạn đã bao giờ cảm nhận sự bình an trong lòng biết ơn chưa? Chúa mong muốn bạn biết rằng, biết ơn không phải là chỉ biết ơn khi mọi thứ tốt đẹp mà là biết ơn ngay cả trong lúc thử thách. Mỗi khoảnh khắc bạn biết ơn là mỗi khoảnh khắc bạn đang mời gọi tình yêu và phép màu vào cuộc sống của mình. Chúa ban cho bạn mỗi ngày như một món quà, và Ngài mong bạn tận hưởng từng giây phút với một trái tim ngập tràn lòng biết ơn. Ngài hiểu rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng để biết ơn trong gian khó, nhưng chính trong những lúc ấy, lòng biết ơn mới thật sự có ý nghĩa sâu sắc. Hãy dành thời gian mỗi ngày để tĩnh tâm, nhìn lại những điều bạn có và cảm nhận sự giàu có từ tình yêu thương, từ những khoảnh khắc giản dị. Khi bạn sống trong lòng biết ơn, Chúa sẽ ban phước cho bạn một cách dồi dào hơn nữa, bởi lòng biết ơn chính là cánh cửa mở ra cho những điều tốt đẹp. Mỗi khi bạn cảm nhận được tình yêu của Chúa, bạn đang được biến đổi. Tình yêu của Ngài không chỉ là sự an ủi mà còn là sức mạnh để bạn có thể thay đổi. Chúa hiểu rõ hơn ai hết những yếu đuối, nỗi đau và cả những điều bạn chưa thể vượt qua trong lòng mình. Ngài không yêu bạn chỉ vì bạn hoàn hảo, mà Ngài yêu bạn vì chính bạn. Và qua tình yêu ấy, Ngài mong muốn bạn cũng nhìn nhận bản thân với lòng thương yêu, đón nhận mọi khía cạnh trong con người mình. Chúa mong muốn bạn dũng cảm bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, những sai lầm, những tổn thương mà bạn đã trải qua. Ngài mời bạn bước vào ánh sáng của sự chữa lành và phục hồi. Mỗi khi bạn chấp nhận tình yêu của Chúa, mỗi khi bạn để Ngài dẫn dắt, bạn đang trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Ngài muốn bạn biết rằng, cuộc đời bạn không chỉ là một chuỗi những sự kiện mà còn là một quá trình phát triển. Nơi mà bạn càng gần Ngài, bạn sẽ càng thấy rõ hơn sứ mệnh và ý nghĩa của cuộc sống. Chúa không chỉ muốn bạn sống trong tình yêu của Ngài mà còn mong bạn chia sẻ nó với mọi người xung quanh. Mỗi ngày, Ngài muốn bạn hành động từ tình yêu dành cho bản thân và tình yêu dành cho người khác. Hãy làm mọi việc từ trái tim, không phải để nhận lại mà là để trao đi, để mang lại niềm vui, hy vọng và sự an lành cho người khác. Mỗi hành động nhỏ bé bạn làm trong tình yêu đều mang lại giá trị to lớn, và Chúa mong bạn sống một cuộc đời có ý nghĩa qua những điều nhỏ nhặt. Dù là giúp đỡ người khác, dành thời gian lắng nghe hay đơn giản là chia sẻ niềm vui, bạn đều đang thực hiện sứ mệnh của Ngài. Ngài muốn bạn biết rằng, khi bạn hành động từ tình yêu, bạn đang sống một cách chân thật và tạo ra những phép màu cho những ai cần đến. Có những lời cầu nguyện của bạn mà Chúa chưa trả lời ngay lập tức, không phải vì Ngài không nghe thấy mà vì Ngài muốn bạn học cách chờ đợi. Trong chờ đợi, bạn học được lòng kiên nhẫn, sự tin tưởng vào thời điểm hoàn hảo của Ngài và thấy rõ hơn những gì bạn thực sự cần. Chúa biết rằng sự chờ đợi có thể là thử thách, nhưng chính điều đó sẽ giúp bạn rèn luyện bản thân, giúp bạn tìm thấy sức mạnh và sự bình an trong quá trình này. Khi bạn tin tưởng vào kế hoạch của Chúa và chấp nhận chờ đợi, bạn sẽ nhận ra rằng mình đang tiến gần hơn đến phước lành mà Ngài đã chuẩn bị. Sự chờ đợi không phải là trống rỗng mà là khoảng thời gian để bạn phát triển và hiểu sâu hơn về chính mình. Chúa muốn bạn thấy rằng, khi bạn sẵn sàng với mọi tình huống và đặt lòng tin vào Ngài, phước lành sẽ đến với bạn một cách tự nhiên và vào thời điểm hoàn hảo nhất. Chúa không chỉ muốn bạn đặt niềm tin vào điều bạn có thể nhìn thấy mà còn tin vào những điều bạn chưa biết. Trong cuộc sống, sẽ có những thời điểm bạn không biết trước điều gì đang chờ đợi mình, nhưng Ngài mời bạn đặt lòng tin nơi Ngài. Hãy để Chúa dẫn dắt bạn qua những vùng đất mới, những thử thách mà bạn chưa từng đối mặt. Ngài muốn bạn không sợ hãi mà mở lòng đón nhận mọi thứ với một trái tim can đảm. Ngài muốn bạn hiểu rằng, đặt niềm tin vào điều chưa biết là bạn đang bước vào hành trình khám phá chính mình. Ngài sẽ đưa bạn qua những con đường chưa từng biết, không phải để khiến bạn hoang mang mà là để bạn thấy rằng không gì là giới hạn trong tình yêu của Ngài. Dù bạn có đi xa đến đâu,
có lạc lõng đến mấy, Ngài vẫn luôn ở bên bạn, dẫn dắt và bảo vệ. Chúa muốn bạn hiểu rằng, mỗi bước chân của bạn đều nằm trong kế hoạch của Ngài, và bạn không bao giờ cô đơn trên con đường này. Cuộc sống không chỉ là những khoảnh khắc lớn lao, mà còn là những khoảnh khắc nhỏ bé mà Chúa ban tặng mỗi ngày. Ngài muốn bạn tận hưởng từng giây phút trong hiện tại, không chỉ chờ đợi một phép màu lớn lao mà quên đi vẻ đẹp của những điều đơn giản. Mỗi ngày, khi bạn thấy được sự sống động của một cánh hoa, vẻ đẹp của ánh nắng ban mai hay một khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè và gia đình, bạn đang tận hưởng món quà quý giá của Ngài. Chúa muốn bạn biết rằng, khi bạn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, bạn sẽ tìm thấy niềm vui và sự bình yên ngay trong cuộc sống hàng ngày. Hãy để mỗi ngày trở thành một lễ hội nhỏ bé, nơi bạn tôn vinh sự sống, nơi bạn biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc mà Chúa ban cho. Ngài muốn bạn sống một cách đầy đủ và ý nghĩa, không để bất kỳ khoảnh khắc nào trôi qua mà không tận hưởng. Ngài muốn bạn biết rằng, sống trong tình yêu của Chúa đồng nghĩa với việc từ bỏ lo âu, bởi vì Ngài đã chuẩn bị mọi điều tốt đẹp cho bạn. Khi bạn hành động từ tình yêu, không phải vì áp lực hay lo lắng, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và bình yên hơn. Chúa muốn bạn đặt lòng tin vào Ngài, rằng mọi điều Ngài làm đều vì lợi ích tốt nhất của bạn, và không có gì mà Ngài không thể làm được cho bạn. Hãy sống một cuộc đời không lo âu, biết rằng mỗi bước đi của bạn đều được Chúa dẫn dắt. Mọi quyết định bạn đưa ra trong tình yêu, trong lòng tin sẽ dẫn bạn đến những điều tuyệt vời mà Ngài đã chuẩn bị. Ngài muốn bạn biết rằng, khi bạn từ bỏ lo âu, bạn sẽ trở nên tự do để yêu thương và sống một cách đầy đủ. Ngài muốn bạn luôn nhớ rằng, cuộc đời bạn nằm trong tay Ngài, và không có gì có thể ngăn cản bạn đạt được hạnh phúc thật sự khi bạn sống trong tình yêu và niềm tin vào Ngài. Chúa mong muốn bạn không chỉ nhận lấy tình yêu của Ngài mà còn chia sẻ nó với những người xung quanh. Ngài đã ban cho bạn tình yêu để bạn có thể lan tỏa, để bạn trở thành ánh sáng cho những ai đang tìm kiếm sự bình yên. Hãy để hành trình của bạn trở thành một minh chứng sống động cho tình yêu của Ngài, để mọi người có thể nhìn thấy sức mạnh của niềm tin qua cuộc sống của bạn. Khi bạn chia sẻ hành trình của mình, bạn không chỉ mang lại niềm hy vọng cho người khác mà còn giúp chính mình trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ rằng, mỗi người xung quanh bạn đều có câu chuyện riêng, có những nỗi lo và ước vọng. Và khi bạn chia sẻ với họ, bạn không chỉ giúp đỡ mà còn xây dựng một mạng lưới yêu thương rộng lớn hơn. Bạn hãy nhớ rằng, bạn không chỉ là người nhận lấy tình yêu và sự dẫn dắt của Chúa mà còn là người mang ánh sáng đó vào thế giới. Trong mỗi hành động, lời nói, bạn có thể mang đến niềm hy vọng và sự ấm áp cho những ai đang lạc lối. Chúa muốn bạn luôn giữ trong lòng một ngọn lửa niềm tin, để dù cuộc sống có khó khăn hay thử thách đến đâu, ánh sáng của tình yêu thương vẫn lan tỏa qua bạn. Hãy để mỗi bước chân của bạn in dấu những điều tốt đẹp. Ngài đã trao cho bạn tình yêu không chỉ để bạn giữ riêng mà để bạn chia sẻ, để bạn trở thành nguồn an ủi, là chỗ dựa cho người khác. Ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh, hãy luôn nhớ rằng, sự lạc quan và lòng nhân ái của bạn có sức mạnh truyền cảm hứng. Chúa muốn bạn hiểu rằng, trong từng giây phút, bạn có thể trở thành phép màu của Ngài cho những ai cần giúp đỡ. Trong cuộc hành trình này, Chúa sẽ gửi đến bạn những dấu hiệu, những lời nhắn nhủ để dẫn dắt và an ủi bạn. Có thể là qua một cuộc trò chuyện bất ngờ, một cuốn sách tình cờ, hoặc những giấc mơ chập chờn vào những đêm dài. Ngài sẽ truyền cảm hứng và lời nhắn nhủ qua những điều giản dị xung quanh bạn. Ngài muốn bạn lắng nghe trái tim mình và luôn mở lòng đón nhận những thông điệp mà Ngài gửi đến. Bởi những dấu hiệu này sẽ giúp bạn thêm vững tin vào kế hoạch lớn lao mà Ngài đã định cho bạn. Mỗi dấu hiệu, dù nhỏ bé đến đâu, đều là cách Chúa gửi lời nhắn yêu thương đến bạn. Ngài muốn bạn biết rằng mình không hề đơn độc. Những dấu hiệu đó là cách để Chúa nhắc nhở bạn về sự hiện diện của Ngài, là lời mời gọi bạn đặt trọn niềm tin vào Ngài và dấn thân trong ánh sáng của Ngài.
hãy lắng nghe bằng cả trái tim. Vì qua đó, bạn sẽ hiểu sâu hơn về sứ mệnh mà Ngài dành cho bạn. Trong những khoảnh khắc mà bạn chờ đợi và đôi khi cảm thấy sốt ruột, Chúa muốn bạn tin vào thời gian hoàn hảo của Ngài. Đôi khi, Ngài giữ bạn lại không phải vì Ngài không đáp lời cầu nguyện của bạn, mà vì Ngài đang chuẩn bị một điều tuyệt vời hơn cho bạn. Ngài muốn bạn hiểu rằng, mỗi khi bạn đặt niềm tin vào thời gian của Ngài, bạn đang chấp nhận sống trong một hành trình đầy sự kiên nhẫn và lòng tin. Chúa không muốn bạn bị cuốn theo những áp lực của thời gian, vì Ngài biết rằng có những điều cần thời gian để trưởng thành và hoàn thiện. Bạn giống như một bông hoa nở vào mùa xuân, không nở quá sớm, không chậm trễ mà đúng vào thời điểm nó được sinh ra để khoe sắc. Chúa mong muốn bạn kiên nhẫn chờ đợi, vì mỗi khoảnh khắc đều đang dọn đường cho phước lành mà Ngài đã sẵn sàng ban tặng. Thử thách không phải là điều bạn tránh né, mà là những cơ hội để bạn hiểu rõ hơn về sức mạnh và lòng tin của mình. Chúa biết rằng có những lúc bạn yếu đuối và cảm thấy khó khăn, nhưng Ngài không bao giờ bỏ rơi bạn. Mỗi thử thách mà Ngài để bạn trải qua không phải để làm bạn gục ngã, mà là để bạn trở nên mạnh mẽ và bền vững hơn trong lòng tin. Ngài hiểu rằng, đôi khi những khó khăn là con đường để bạn khám phá sự kiên nhẫn và lòng kiên cường ẩn sâu bên trong mình. Qua mỗi thử thách, bạn học cách yêu thương bản thân và trân trọng cuộc sống nhiều hơn. Chúa muốn bạn hiểu rằng, bạn không phải đối diện với khó khăn một mình. Ngài luôn ở bên, nâng đỡ bạn từng bước, dù bạn có nhận thấy hay không. Hãy kiên trì và đón nhận những thử thách, bởi qua đó, bạn đang tiến gần hơn đến với ánh sáng và phước lành của Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày, Chúa mời bạn hành động từ tình yêu. Dù là một nụ cười, một lời động viên, hay một hành động giúp đỡ nhỏ bé, bạn đều có thể trở thành sự hiện diện của Ngài trên trần gian. Chúa muốn bạn mang ánh sáng và tình yêu vào mọi việc bạn làm, bởi bạn không biết rằng chỉ một hành động nhỏ cũng có thể tạo ra sự thay đổi to lớn trong cuộc sống của ai đó. Ngài hiểu rằng, sống trong tình yêu không cần phải là những hành động lớn lao, mà chính từ những điều bình dị hàng ngày. Ngài muốn bạn hiểu rằng mỗi khi bạn trao đi một chút yêu thương, một chút sự quan tâm, bạn đang thực hiện sứ mệnh cao cả mà Ngài đã giao phó. Chúa muốn bạn sống một cuộc đời đầy ý nghĩa qua những việc làm nhỏ bé, bởi chính những điều ấy làm nên sự khác biệt và lan tỏa ánh sáng của Ngài. Bạn đã từng thấy rằng niềm tin có thể đưa bạn vượt qua những lúc khó khăn nhất chưa? Chúa muốn bạn biết rằng, lòng tin vào Ngài là sức mạnh to lớn có thể đưa bạn vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Ngài muốn bạn sống với niềm tin và sự kiên định, dù có phải đối mặt với bất kỳ sóng gió nào. Khi bạn tin tưởng Ngài, bạn sẽ tìm thấy bình yên trong trái tim và sự vững vàng để bước tiếp. Chúa mong bạn hiểu rằng, cuộc sống không bao giờ thiếu thử thách, nhưng với lòng tin, bạn có thể đứng vững như một tảng đá giữa sóng gió. Hãy để niềm tin vào Chúa trở thành nguồn động lực để bạn không ngừng tiến lên. Bạn có thể không thấy ngay kết quả, nhưng hãy biết rằng Chúa luôn có một kế hoạch hoàn hảo cho bạn và Ngài sẽ không bao giờ để bạn thất vọng. Chúa muốn bạn biết rằng, tha thứ không chỉ là dành cho người khác mà còn là để giải thoát chính bạn khỏi những tổn thương và khổ đau. Ngài biết rằng bạn đã từng chịu đựng những đau đớn, đã từng trải qua những giây phút khó khăn, nhưng Ngài cũng muốn bạn hiểu rằng, khi bạn tha thứ, bạn đang trao cho mình sự bình an. Tha thứ là cách mà Chúa giúp bạn hàn gắn trái tim mình và trở lại với sự thanh thản. Chúa không muốn bạn bị trói buộc bởi quá khứ, bởi những nỗi đau đã qua. Ngài muốn bạn mở lòng, để tình yêu và lòng nhân ái của Ngài lấp đầy mọi khoảng trống trong trái tim bạn. Khi bạn tha thứ, bạn đang cho phép bản thân tiến bước một cách nhẹ nhàng, không bị gánh nặng bởi những oán giận. Chúa muốn bạn sống trong sự tự do và hạnh phúc thật sự. Và để làm điều đó, bạn cần giải phóng những tổn thương trong lòng. Lòng trắc ẩn là món quà mà Chúa đã ban cho bạn để bạn có thể nhìn thế giới qua đôi mắt yêu thương và sự cảm thông. Ngài muốn bạn hiểu rằng, khi bạn sống với lòng trắc ẩn,
bạn đang sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Chúa mời bạn bước ra khỏi sự ích kỷ, bước ra khỏi những giới hạn của bản thân để nhìn thấy và hiểu sâu hơn những nỗi đau của người khác. Ngài hiểu rằng, lòng trắc ẩn không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn là cách bạn kết nối với mọi người xung quanh. Chúa muốn bạn thấy rằng, khi bạn mang lòng trắc ẩn vào từng hành động, bạn không chỉ lan tỏa tình yêu của Ngài mà còn khám phá sự bình yên thật sự trong lòng mình. Ngài muốn bạn không ngừng mở rộng lòng nhân ái, để qua đó bạn có thể trở thành nguồn an ủi cho những ai đang cần đến bạn. Hãy luôn nhớ rằng, hành trình của bạn không phải là ngẫu nhiên mà là một phần trong kế hoạch rộng lớn mà Chúa đã sắp đặt. Mỗi thử thách, mỗi niềm vui, mỗi giây phút đều mang ý nghĩa đặc biệt và góp phần vào sự trưởng thành của bạn. Chúa mời bạn tin tưởng vào kế hoạch mà Ngài đã định sẵn, rằng mỗi bước đi của bạn đều đang dẫn dắt bạn đến gần hơn với mục tiêu của Ngài. Ngài muốn bạn hiểu rằng, ngay cả những lúc khó khăn nhất cũng là những khoảnh khắc mà bạn có thể tìm thấy ý nghĩa sâu sắc hơn của cuộc sống. Chúa muốn bạn bước đi với lòng biết ơn, bởi Ngài đã dẫn dắt bạn qua từng chặng đường, từng bài học và từng cảm xúc. Hãy biết rằng, bạn không bao giờ đi một mình, mỗi bước đi của bạn đều có sự hiện diện của Chúa, và Ngài sẽ luôn là nguồn động viên và sức mạnh để bạn vững bước trên hành trình cuộc đời. Chúa muốn bạn hiểu rằng, cuộc sống bạn đang sống là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy phước lành. Ngài đã trao cho bạn tất cả những gì bạn cần để sống một cuộc đời trọn vẹn trong tình yêu và niềm tin vào Ngài. Hãy để mọi nỗi sợ hãi và lo âu trôi đi, để bạn có thể tiến về phía trước với một trái tim thanh thản, lòng kiên định và tâm hồn đầy ánh sáng. Khi bạn sống trong tình yêu, không có gì là không thể. Chúa muốn bạn biết rằng Ngài sẽ không bao giờ rời xa bạn. Ngài sẽ luôn là người hướng dẫn bạn, là nơi bạn tìm thấy sự an ủi và bình yên. Sự hiện diện của Chúa không chỉ ở những điều to lớn mà còn ở những khoảnh khắc nhỏ bé nhất. Ngài muốn bạn tin tưởng rằng, dù cho cuộc sống có ra sao, bạn sẽ luôn có thể đứng vững và bước tiếp với sự che chở và tình yêu vô điều kiện của Ngài. Hãy sống trong ánh sáng, trong tình yêu và trong niềm tin vững chắc rằng mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến khi bạn đặt niềm tin tuyệt đối vào Ngài.